Chào bạn nhé Hôm nay sau bình giới thiệu đến các bạn các cái loại rắc nối dây điện của mạch của nguồn máy tính và trong nhiều các cái nguồn pin thì đây là các bạn nhìn nó sẽ có một cái đầu đầu cái để các bạn cắm trực tiếp lên mạch như thế này và cái đầu đực để các bạn dự, gắn dây và kết nối nhé Đấy cái đầu ghim kia thì thường là các bạn sẽ thiết kế cái mạch điện và các bạn ghim nó nó, nó nối trực tiếp vào cái mạch nhé Đấy cái rắc thì các bạn để ý hai cái khoảng cách hai chân các bạn cứ đo cho mình khoảng 4 mm thì chính là nó. Cái loại kích thước của nó khoảng 3,96 là tiêu tiêu chuẩn nhé. Thì nhà mình có các cái loại chân từ 12, 10 rồi 6, 5, 4, 3, 2. Thì tùy theo nhu cầu các bạn có thể là kích vào cái đường link ở dưới phần thông tin mô tả video để các bạn có thể là tham khảo về cái hình dáng kích thước của rắc cũng như là các bạn có thể là mua cái sản phẩm các bạn cần. Mình đang để từng cái loại vỏ riêng để theo cái nhu cầu riêng của các bạn nhé. Đấy, nhà mình rất nhiều sản phẩm, các bạn cứ kích về link ở dưới phần thông tin mô tả video nhé. Ok.